Không biết là cái tài khoản BVT này nó sẽ cho phép mình lưu trữ bao nhiêu, thì hôm nay mình sẽ thử test up dữ liệu lên để xem nó có cho phép mình lưu trữ nhiều hay không, hay là nó chỉ hiện cái con số này thôi và nó không cho mình lưu hết. Bây giờ mình sẽ thử bằng cách là mình up dữ liệu từ Synology mình backup lên. Ở đây mình sẽ có một cái Synology và mình sẽ thêm một cái Saldo Google. Mình sẽ đăng nhập tài khoản vô. Mình sẽ chọn thư mục mà mình muốn up dữ liệu lên. Ở đây mình sẽ có một cái thư mục download ở trong này. Download ở đây thì nó sẽ chứa nhiều cái phần mềm. Bây giờ mình sẽ up hết các cái phần mềm này lên. Rồi, up lên thư mục gốc của Google Drive. Chế độ là chỉ up. Rồi, ok. Up như vậy thì nó mới nhanh được, nó mới nhanh mới nhiều được. Chứ còn mà mình up thủ công thì mất công lắm. Rồi ok, bây giờ là dữ liệu nó đang được up lên rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại tầm 15 phút sau. Mình sẽ quay lại, mình sẽ check xem cái dữ liệu này nó có up được hay không. Sau một hồi upload thì mọi người có thể thấy mình đang sử dụng là 34GB trên 30TB rồi. Hiện tại bây giờ dữ liệu upload nó đã xong mà không còn dữ liệu upload nữa. Nên là bây giờ mình sẽ dùng cách đó là mình tạo bản sao để tăng cái dung lượng này lên thử. Mình sẽ lấy một cái file nào đó mà nó có dung lượng lớn chút xíu, xong rồi mình sẽ tạo bản sao cho nó. Ở đây mình ví dụ như là mình đang có hai cái file này đi, hai cái file này dung lượng nó tới 6.9GB nè. Mình sẽ tạo bản sao cho nó nhanh. Rồi, đang tạo bản sao rồi. Ok, mình sẽ có một cái bản sao này rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài rồi mình tạo một cái thư mục để lát có gì xóa cho nó dễ. Cái mục bản sao đúng không? Mình sẽ bỏ cái bản sao này vô. Ok, mình sẽ cứ vô đây, mình cứ tạo bản sao thôi. Tạo hết cỡ luôn. Hiện tại bây giờ nó đã quá 15GB mặc định rồi. Hiện tại nó đang là 34GB rồi. Tức là nó đã lưu được cái dung lượng vượt quá 15GB của một tài khoản thông thường rồi. Rồi, mình cứ nhân nhân nó lên, mỗi lần tạo nó theo cấp số nhân như thế này thì nó cũng sẽ nhanh đầy lắm. Bây giờ mình tải lại trang thử xem nãy giờ nó được bao nhiêu ghi rồi. 700GB rồi. Sau một hồi mình test đó, thì nó nằm ở mức 744GB này, nó không tạo được bản sao nữa, nó báo lỗi. Thì mình có thể nghi ngờ nó là nằm trong cái lỗi là giới hạn 700GB một ngày của Google Drive. Thì mình sẽ thử sau 24 giờ nữa mình sẽ lại tiếp tục tạo bản sao nữa xem nó có vượt quá được 700GB nào không nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.